dịch cũng hơn, thành ra là tất cả mời tất cả các bạn cũng cùng nam diện mấy giờ cũng tạo ra Quốc Lâm tất cả các bạn đã cùng được đi, anh Toàn đã đưa thông tin của anh Đức Nga đến vùng biển nếu mà bác anh Giang là đưa chúng về nếu mà bác sau đó các bạn sẽ thấy anh Thả mùa này diễn mà anh Hợp mua xoài vợ cánh Hợp là như đã đi chợ và nấu bữa cơm rất ngon anh Giang lúa lau đây là Khuyên tưởng trong năm nó nóng thì mới ra Liên đây này sau bữa ăn buổi tối thì mọi người đang ăn tráng miệng đang nghĩ kiếm việc mọi người đang ăn tráng miệng và thôi đây là nghệ nhân chuyên môn làm về giò chả nếu các bạn muốn ăn thì sẽ đến làng Ước Lễ đấy. Làng Ước Lễ chị sẽ nấu những món ăn cực ngon về giò chả của mời các bạn đây là em Thu người đẹp nhất ở đây giới thiệu với các bạn được biết tất cả mọi người xin cảnh Thu sau đó thì là đến anh Bác Nga bên cạnh Bác Nga là bên xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi các chương trình và cảm ơn mọi người đã đến để nhân dịp chúc mừng sinh nhật của Hương.